Thưa bà con, mô hình hợp tác xã thanh niên tuy còn khá mới mẻ, nhưng bước đầu đã thể hiện được vai trò của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp tại quê nhà. Và hợp tác xã thanh niên Ea Tân ở huyện Krông Năng cũng là một mô hình như vậy. Đây là hợp tác xã thanh niên sản xuất nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Đắk Lắc, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp. Chúng ta hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây để tìm hiểu rõ hơn về mô hình này. Ngồi ở quán cà phê, nhưng ba điều hành của hợp tác xã thanh niên Ea Tân vẫn có thể trao đổi công việc với các thành viên vắng mặt một cách thuận lợi. Tức là trong hợp tác xã là có thành lập một cái group nhóm trên Facebook để thay vì là công việc bận rộn rồi nhà xa, ví dụ như trời mưa gió, đường xá đi lại khó khăn thì mọi người không thể đến tập trung một địa điểm được ấy, thì sẽ họp trên cái group của hợp tác xã. Tất cả các cái thông tin ấy, là sẽ được trao đổi trên đó, và ai có ý kiến ấy, thì sẽ ý kiến trên đó và trả lời trên đó. Thay vì tổ chức những cái buổi họp thì nó mất tốn nhiều thời gian, thì ta có thể buổi tối ta lên Zalo hoặc là Facebook, và trong cái hợp tác xã có một thành lập một cái nhóm riêng đấy, thì mình trao đổi với nhau nó dễ hơn so với những hợp tác xã khác. Hợp tác xã thanh niên Ea Tân ra đời với 26 thành viên, đa phần ở độ tuổi từ 20 đến 36 tuổi. Họ là những thanh niên đã tốt nghiệp lớp 12 hoặc có bằng cử nhân cao đẳng đại học. Trong hợp tác xã có người chăn nuôi, người trồng trọt. Để nâng đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, hợp tác xã này đã thành lập các nhóm kỹ thuật, nhóm bảo vệ thực vật, nhóm dịch vụ nông nghiệp. Người đứng đầu nhóm là người giỏi, có thâm niên trong nghề từ 10 năm trở lên. Ví dụ như là về mảng kỹ thuật bơ và sầu riêng, đó thì ví dụ như hợp tác xã thì giao ra chỗ anh Tâm, bởi vì anh ấy là có kỹ thuật tốt về bơ và sầu riêng. Ví dụ như ai có nhu cầu về tư vấn kỹ thuật chăm sóc, trồng đó, và xử lý dịch bệnh hại thì là anh Tâm sẽ chia sẻ về kỹ thuật. Anh Tâm là một thành viên của hợp tác xã phụ trách cây ăn trái. Hôm nay, anh mời mọi người tới tham quan vườn cây của mình, cây sầu riêng. Dù đây không phải là mùa vụ của cây sầu riêng, nhưng trên vườn trái vẫn còn rất nhiều. Và chỉ cần bán một cây, anh Tâm đã có được từ 30 tới 40 triệu đồng. Anh là một trong những người đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắc có thể bắt cây sầu riêng ra trái nghịch vụ. Tôi chỉ cho họ cái phần kỹ thuật, từ cái cây giống, chọn cây giống đến khi làm bông làm trái. Mấy anh em có nhu cầu làm sầu nhất là cây sầu riêng á, thì cứ gặp, lấy số điện thoại cứ gặp trên Facebook, Zalo cũng được. Kỹ thuật riêng vẫn có, nhưng mà hợp tác xã thanh niên á, là sau đến nông sản có hướng qua nông sản sạch, cứ làm theo quy trình á, cho cái nông sản sạch sau này là ra thị trường của thế giới mới được, thì giá thành nó mới giá cao được. Còn với anh Mạnh, một hộ nuôi heo rừng lai, việc được vào hợp tác xã thanh niên đã giúp anh có nhiều thuận lợi hơn. Từ 5 con heo rừng lai đến nay anh đã tăng lên được gần 100 con. Trong đấy là quan hệ anh em mỗi lần là uống cà phê rồi gặp nhau rồi là cũng trao đổi về kỹ thuật, rồi là anh em cũng muốn gây những hộ nhỏ lẻ cũng lấy nuôi, thế là thành ra là mình cũng nuôi rồi cung cấp cho anh em hợp tác xã, rồi là ngoài ra bà con vẫn là lân cận, khu lân cận đó. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc có 4 hợp tác xã thanh niên. Hợp tác xã thanh niên sản xuất nông nghiệp là hướng đi phù hợp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên. Đây được xem là một điểm sáng phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.